Xin kính chào quý vị khán giả và mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong Cà phê sáng hôm nay. Bây giờ mời quý vị hãy cùng bắt đầu ly cà phê sáng và cùng theo dõi những thông tin đa chiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Diệu Hiền này, thời gian gần đây thì chúng ta thường nghe đến rất nhiều đến từ OCOP. Vậy thì chắc Diệu Hiền cũng đã hiểu OCOP là gì rồi phải không ạ? Tất nhiên rồi anh Hữu Trung, OCOP chính là tên gọi tắt của chương trình Mỗi xã một sản phẩm, một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, và là giải pháp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đó anh Hữu Trung. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Khi xây dựng chương trình OCOP, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt tay thực hiện, nhưng sau một thời gian chương trình OCOP đã vào cuồng, tạo nên những tín hiệu tích cực, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Chương trình OCOP giúp sản xuất phát triển, tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, phục vụ hiệu quả cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình OCOP, người dân đóng vai trò chính khi tự quyết định lựa chọn và phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường. Song song đó, các sản phẩm OCOP còn thúc đẩy tích cực phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, làng nghề, từng bước tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân khu vực nông thôn. Tại Bình Phước, để thực hiện OCOP, các địa phương đã tích cực lựa chọn xây dựng các sản phẩm đặc trưng nhằm mở ra hướng phát triển và nâng tầm giá trị các sản phẩm địa phương, góp phần tạo chuyển biến về kinh tế khu vực nông thôn. Để các sản phẩm của địa phương cạnh tranh được với các sản phẩm trên thị trường, huyện Lộc Ninh đang nỗ lực tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng. Màu xanh mướt của ruộng lúa tại ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh đã góp phần xoa dịu nắng gắt trong những ngày qua. Năm 2019, xã Lộc Khánh đã tìm kiếm và phục hồi giống lúa truyền thống Catanot và lúa kiến vàng của bà con dân tộc Khmer. Đặc điểm của giống lúa này là từ khi sinh trưởng đến thu hoạch khoảng hơn 4 tháng, không sử dụng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, năng suất đạt khoảng 3 tấn một hecta. Với sự nổi trội của giống lúa, xã Lộc Khánh đã chọn mô hình tham gia chương trình OCOP nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, giúp sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, góp phần tăng thu nhập cho bà con. Các cái sản phẩm của bà con mà làm ra đó, về mặt chính quyền địa phương cũng nhờ các cấp các ngành là đi quảng bá, đi hỗ trợ triển lãm các nơi để tạo điều kiện cái thương hiệu của bà con trong thời gian gần nhất, để đưa cái thương hiệu của xã Lộc Khánh ra với người tiêu dùng biết đến trên địa phương của một xã còn khó khăn nhưng mà đã có những cái sản phẩm tốt đến người tiêu dùng. Theo các đơn vị, việc được lựa chọn tham gia chương trình OCOP sẽ là cơ hội lớn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất kinh doanh để mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, những chủ thể cùng nỗ lực sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chí của chương trình. Chúng thì mình phải làm kỹ, vậy thì nó đi nó không giảm. Mình phải móc cho đều tay, phải siết tay chặt, là hàng nó chắc, nó người ta đi là không bị nhạo ha. Nhiều lúc mình lên gần xong đôi dài rồi cảm thấy đẹp, nó bắt đầu tháo hết. Nói chung mình làm sao mà để khách mà cầm vô đôi dài mà thích là mới chịu. Chương trình OCOP từng bước mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm có lợi thế. Bộ tiêu chí đánh giá của OCOP gồm sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm. Với bộ tiêu chí này, các chủ thể sản xuất và người dân ngày càng hiểu hơn về chương trình, nên tích cực chủ động tham gia xây dựng các chuỗi liên kết giá trị, đầu tư chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có chất lượng, từng bước tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường. Huyện Lộc Ninh đã chọn các sản phẩm tham gia gồm lúa kiến vàng, lúa Catanot, rượu chùm đuông, mì quảng đóng gói, sản phẩm đan sợi, dưa lưới, hoa khô, đũa cây buông, điều rang củi. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã tập trung công tác tuyên truyền để làm sao các cái chủ thể về cái của các sản phẩm này nhận thức được cái tầm quan trọng của cái sản phẩm của mình để có cái đầu ra cho ổn định và cũng là có chất lượng
để đảm bảo cái phần thu nhập cho người dân. Thứ hai nữa là tổ chức tập huấn cho đào tạo cho cả cái đội ngũ cán bộ cấp xã cũng như là những người tham gia cái công tác thực hiện chương trình OCOP để có cái kiến thức để thực hiện cho nó đúng cái quy định, và cũng là một cái để mà phát triển cái cả các sản phẩm ngày một ở chất lượng cao. Việc thực hiện chương trình OCOP không chỉ góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân mà còn là cơ hội để Lộc Ninh xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh đã triển khai kế hoạch trồng 80.000 cây xanh phân tán trong năm nay. Vâng, thưa quý vị, đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa như Bác Hồ của chúng ta đã từng chỉ rõ. Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân. Để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, huyện Lộc Ninh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phương án chi tiết gồm trồng cây xanh đô thị và trồng cây xanh nông thôn với các loại cây như là sao, giáng hương, xà cừ, gõ đỏ tại nơi công cộng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện, hành lang ven đường ở nông thôn, cây phòng hộ ở ngoài đồng ruộng, cây chống xói mòn, đồng thời triển khai kế hoạch trồng 150.000 cây trên diện tích 198 ha. Trồng cây xanh là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo hệ thống cây xanh bóng mát, cảnh quan môi trường trong lành, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng trong nhân dân. Sau khi được Bộ Quốc phòng cho phép hoạt động bay, tại thôn 9 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Đại Thành tổ chức bay trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng. Tại buổi trình diễn, Công ty Đại Thành giới thiệu sơ lược về công năng hiệu quả của máy bay không người lái, đồng thời thực hiện 3 đợt bay bằng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích 2 hectare tại vườn điều của hộ bà Vũ Thị Toán, thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Qua quá trình thực hiện máy bay không người lái phun thuốc cho thấy, thuốc khi ra khỏi đầu phun có kích cỡ rất nhỏ và mịn, điều này sẽ giúp cho người nông dân giảm thiểu lượng nước thực tế cần dùng nhưng vẫn đảm bảo độ chảy đều bề mặt và mang lại hiệu quả cao, giúp tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian phun thuốc trên một đơn vị diện tích, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phun xịt thông thường. Việc thí điểm mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp là một bước chuyển đổi quan trọng trong việc đẩy mạnh số hóa trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Bù Đăng, hiện thực hóa tầm nhìn tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp 4.0 như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mưa xuân lất phất, sắc màu rực rỡ của các loài hoa hay đơn giản chỉ là sắc vàng, sắc đỏ của lá thay mùa cũng mang đến cho Hà Nội những màng màu tươi sáng và thơ mộng hơn. Sức sống mới đang tràn ngập khắp phố phường thủ đô. Sau đây, mời quý vị hãy cùng với Diệu Hiền và Hữu Trung cảm nhận một chút say đắm, một chút xuyến xao của muôn hoa khoe sắc. Hà Nội mùa hoa tháng 3 đẹp thi vị, nhẹ nhàng, nhưng để lại ký ức sâu đậm trong tâm hồn mỗi người. Trong cơn mưa xuân lất phất, kèm theo những đợt gió lạnh, sắc tím ngập tràn của hoa ban, sắc trắng tinh khôi của hoa sữa hay sắc đỏ tươi mới của hoa gạo đã tô điểm cho vẻ đẹp nơi đô thành ngàn năm tuổi thêm lãng mạn, dịu dàng và nên thơ. Tôi cùng với lại một số bạn bè ra đây để thưởng thức cái không khí mùa xuân và cũng cùng nhau để chụp ảnh, để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc của mình, của một cái mùa xuân Hà Nội rất là đẹp ạ. Có một cái điều rất là thú vị là giữa lòng thủ đô mà lại có một cái rặng hoa ban của Tây Bắc. Nó là một cái nét đẹp rất là yêu thương, người ta cảm thấy rất là kéo gần lại cái không gian địa lý của vùng miền. Phảng phất trong cơn gió nhẹ ngày xuân là hương hoa bưởi nồng nàn trên phố, loài hoa trắng gần tinh khiết, dịu dàng như đưa mỗi người tìm đến sự bình yên. Mùa hoa bưởi này là bao giờ cô cũng mua hoa bưởi về để trong nhà. Cái hương của nó rất là nhẹ nhàng, thơm thoang thoảng thôi mà nó tạo cho mình cảm giác
bình an và vui vẻ. Lèn lỏi trong những sắc hoa, những chiếc lá xanh đồng loạt chuyển màu như một lời hẹn ước của thời gian. Cứ độ cuối tháng 2, đầu tháng 3, mùa cây thay lá đã tạo một nét xưa cổ kính cho Hà Nội. Có lẽ cũng vì vẻ đẹp nao lòng ấy đã khiến những người trẻ như Nguyễn Thành Luân càng say đắm hơn với sắc xuân trong từng bức ảnh kỷ niệm. Mùa xuân thì là cái mùa mà nó tràn đầy năng lượng, các loại hoa và các loại cây đều đâm chồi nảy lộc. Thì đấy chính là một cơ hội rất là tốt để sáng tác ảnh, và nếu mà không sáng tác ảnh vào mùa xuân thì thật là đáng tiếc ạ. Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc đâm chồi nảy lộc sau những tháng mùa đông lạnh giá. Một mùa xuân mới lại về với bao điều tốt đẹp. Sức xuân càng đầy sung mãn, thiên nhiên thật bao dung, luôn nhắc nhở để ta đừng quên những năm tháng đã qua và những mùa xanh hiện hữu. Tập đoàn Apple đang đầu tư hơn 1 tỷ euro vào thành phố Munich của Đức và biến nơi đây trở thành trung tâm thiết kế chip tại châu Âu. Số tiền sẽ được Apple đầu tư vào Đức trong vòng 3 năm tới, phần lớn tập trung tại các trung tâm ở Munich, nơi có gần 1.500 nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Thời gian gần đây, Apple đã bắt đầu chế tạo ngày càng nhiều chip điện tử để sử dụng cho các thiết bị của tập đoàn này, với mục tiêu nâng cao hiệu suất sản phẩm của hãng. Bên cạnh đầu tư chế tạo chip, nhóm nghiên cứu các công nghệ về di động của Apple cũng đang phát triển ở Munich và đang nghiên cứu sự phát triển của mạng 5G, các công nghệ trong tương lai. Điều này cũng có nghĩa là Munich sẽ trở thành địa điểm phát triển lớn nhất của châu Âu về phần mềm và chất bán dẫn không dây di động. Công ty đồ chơi Lego Group của Đan Mạch công bố báo cáo tài chính cho biết năm 2020 là một năm làm ăn phát đạt của công ty này do doanh thu bán hàng giao hàng tận nhà tăng mạnh, kéo theo khoản lãi tăng cao kỷ lục. Theo báo cáo, khi thế giới thực hiện lệnh phong tỏa do cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19, doanh số của công ty trong năm 2020 đã tăng 13% so với năm trước đó, lên 43,7 tỷ kroner, tương đương 6,98 tỷ đô la Mỹ. Nhờ vậy, công ty này cũng đang thu được khoản lãi kỷ lục là 9 tỷ kroner, tăng 19% so với năm 2019. Cũng theo báo cáo trên, trong năm 2020, thị phần của Lego đặc biệt gia tăng tại các thị trường lớn như là Trung Quốc, Bắc và Nam Mỹ, Tây Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến trong năm tới, công ty này sẽ tập trung phát triển nhiều trò chơi mới, phát triển thương hiệu, thúc đẩy số hóa cũng như là chú trọng phát triển hơn các kênh bán hàng số. Hiện Lego có hệ thống gồm 678 cửa hàng trên toàn thế giới. Theo kế hoạch, công ty sẽ mở thêm 120 cửa hàng trong năm 2021 với 81 cửa hàng đặt tại Trung Quốc. Nhằm khuyến khích người dân đi du lịch trong dịp lễ Phục sinh và các kỳ nghỉ đông sắp tới, chính phủ Liên bang Australia hôm qua thông báo sẽ hỗ trợ một nửa giá vé máy bay trên một số chặng bay nội địa. Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, chương trình giảm 50% giá vé sẽ được áp dụng cho các chuyến bay tới 13 địa điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước, với tổng số vé được giảm là khoảng 800.000 vé. Lộ trình và số lượng vé chính xác sẽ được xác định dựa trên nhu cầu thực tế và thông qua thảo luận với các hãng hàng không lớn của Australia. Trong khuôn khổ gói hỗ trợ ngành du lịch trị giá khoảng 960 triệu đô la Mỹ, ngoài việc giảm giá vé máy bay, chính phủ Australia còn cam kết cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong ngành du lịch các khoản vay ưu đãi tối đa là 5 triệu đô la với thời hạn vay lên tới 10 năm. Thưa quý vị, 10 năm sau thảm họa sóng thần tại Fukushima, Nhật Bản, nghệ nhân gốm Toshiharu Onoda đã đủ can đảm để có thể trở về nhà. Và ngay trước ngày kỷ niệm 10 năm thảm họa 11 tháng 3, ông Onoda đã di chuyển những chiếc lò nung gốm cuối cùng trở lại vùng đất Fukushima. Là thế hệ thứ 13 trong một gia đình có truyền thống về nghề làm gốm tại thị trấn Nami, gần nhà máy hạt nhân Daiichi, Fukushima, Nhật Bản, ông Toshiharu Onoda đã buộc phải rời quê hương 10 năm trước khi xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần. Sau 10 năm xa quê hương, trong những ngày đầu tháng 3 năm 2021, cuối cùng ông Onoda đã mang những chiếc lò nung gia truyền trở về chính nơi gia đình ông lập nghiệp từ hàng trăm năm trước. Đó là ký ức mà tôi không thể nào quên.
Các lò nung trước mặt tôi bắt đầu rung lắc, đó là khi trận động đất bắt đầu, mọi thứ di chuyển và tôi không thể bước đi dù đang cố gắng chạy thoát. 10 năm sau thảm họa, những khu vực bị ảnh hưởng như là Nami vẫn đang vật lộn để phục hồi. Cư dân tỉnh Fukushima sống ở các khu vực cách nhà máy hạt nhân 20 km và các khu vực khác có mức độ phóng xạ cao đã được lệnh sơ tán ngay trong năm 2021. Khoảng 160.000 người chạy đến những vùng khác trong tỉnh Fukushima hoặc các tỉnh khác. Không ít người chạy sâu vào đất liền để chôn vùi nỗi sợ thảm họa kép. Vào lúc đỉnh điểm, hơn 470.000 cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về việc quay trở lại Namie cả. Thế nhưng sau 10 năm, tôi quyết định trở lại và việc đầu tiên là dọn dẹp lại nơi này. Sau 10 năm, một nửa số thợ gốm của Nami đã nghỉ việc, ngay cả chất liệu đất sét và men xanh để làm nên những chiếc bình gốm Oborisoma Yaki, loại bình gốm nổi tiếng chỉ có ở Fukushima, cũng khó có thể tìm lại sau đống đổ nát. Hiện nay, nhiều lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ, diện tích vùng giới hạn người sống cũng thu hẹp từ 1.150 km xuống còn 337 km2, trong đó có Nami. Nhưng kể từ khi thị trấn này được mở cửa trở lại một phần vào năm 2017, chỉ có 1.100 người trong tổng số 21.000 người đã từng sinh sống tại đây quay trở lại. Kính thưa quý vị, kiến thiết dựng nhà cổ hay đình cổ dường như không còn xa lạ. Nhưng phục dựng lại cả một kiến trúc đình cổ giống đến từng mm thành một mô hình siêu nhỏ thì không phải người thợ mộc nào cũng có thể làm được. Và với lòng yêu nghề cùng kinh nghiệm cả đời trong nghề mộc, nghệ nhân Phan Lạc Hùng đã chế tác nên một mô hình đình hữu bằng hết sức độc đáo. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Tôi có một ý tưởng này, ngôi đình cổ quê tôi, nói chung nó cũng có tầm 350 năm rồi. Thế qua thời gian nắng mưa nó mai một đi, trường hợp không may nó xuống cấp thì tôi cũng cố gắng tôi làm cái ngôi đình y như thật của bản gốc để làm sao tại để lại cho con cháu chúng tôi hay là cả dân làng ngắm và về sau này có tu sửa hay là có khắc phục tôn tạo lại thì cũng có một chút nho nhỏ để đóng góp tương lai con cháu về sau này. Sau hơn 4 năm nghiên cứu mày mò, mô hình đình làng hữu bằng đã được tái hiện một cách hoàn hảo, chân thực và sống động bằng chất liệu gỗ cụ. Từng viên ngói siêu nhỏ được làm từ gỗ ép sơn màu cụ, dập cắt nhỏ thành hình dạng y hệt viên ngói của mái đình và được đính keo vào nhau. Hai bộ cửa sơn son thiếp vàng cũng giống y hệt về kiểu dáng và chất liệu, thậm chí có thể mở ra vào như bản thật. Những cây tùng, cây đại cũng là cây thật được thu nhỏ. Mỗi chi tiết của mô hình này đều được nghệ nhân Phan Lạc Hùng đặt trọn tình yêu, tâm huyết, niềm tự hào với làng quê. Gần như là 100%. Thế mà kể cả nó hình nó nhỏ lắm. Thế mà cái cửa tôi, cửa chính là ngỏ ra ngỏ vào được như bản thật luôn. Như một cái đình cổ ngày xưa. Ở đình quê tôi nó có bao nhiêu viên gạch thì cái sân đình của tôi bấy nhiêu viên gạch. Tác phẩm được hoàn thành không chỉ thu hút người dân quanh vùng mà nhiều người yêu nghệ thuật cũng tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ mộc mạc chứa đựng hồn quê của người thợ mộc tài hoa. Nếu 100% thì không được, nhưng mà trên 90% là rất là đẹp, rất là kỹ. Vì từ cái chân hòn đá, cái cột cho đến cái cây, cái hai con rồng trầu mặt nguyệt là cũng làm đúng như thế. Nhất là hai cái mái ngói của những cái nhà ấy. Không chỉ khắc họa ngôi đình làng cổ hàng trăm năm tuổi, mà mô hình còn khắc họa tình cảm sâu nặng với quê hương, nhắc nhở người trẻ về lưu giữ vẻ đẹp truyền thống, hồn quê dân tộc. Con tự hào vì mình có một ngôi đình như thế ạ. Nhìn thấy một cái đình nhỏ nó chỉ bằng 1/1000 của cái đình mà nơi tôi sinh ra từ bé. Nó gợi lên từng cái góc nhìn nhỏ. Nâng niu tác phẩm của mình, người nghệ nhân già cất giữ mô hình đình hữu bằng siêu nhỏ trên căn phòng thờ tự của gia đình. Cả cuộc đời gắn bó với ngôi đình cổ kính này nên chưa bao giờ ông nghĩ đến việc tạo sinh lợi từ các sản phẩm của mình. Với ông, đây là tác phẩm để đời mang ý nghĩa thiêng liêng đối với gia đình ông mà không giá tiền nào có thể mua được. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.